Rồi nay hướng dẫn các bạn cách viết bài trên website nha. Để viết bài trên website, đầu tiên mình phải chuẩn bị một số công cụ login nha. Thứ nhất, công cụ là mình sẽ có công cụ WP Extra này ha. Công cụ WP Extra này để mình có thể chuyển cái phần soạn thảo bài viết về cái kiểu đơn giản cho nó mình dễ viết. Thì bữa mình có nói rồi ha, rồi tắt cái Gutenberg này tất cả nè. Thêm MCE này nè, mình để là MCE là editor này, cái này bữa mình làm rồi. Nè, công cụ thứ hai mình cài thêm nữa là cài mới nè. Các bạn cài bây giờ là các bạn cài tôi cái là table of content chứ phải top content ha, nhả tôi động. Table of content nè, để mình có thể làm cái mục lục ha. Ừ. Đây tôi chọn cái easy table top easy table of content nè, cái này vô. Kết quả. À, kết quả xong. Kết quả xong rồi thì ở đây cài đặt, mình có cài đặt nó nè. Đây nè, vô nè. Đó, thì mình sẽ support vô bài viết nè. Ừ. Trang và bài viết luôn ha. Đó. Trang và bài viết, rồi có những cái khác không? Sản phẩm luôn. Trang, bài viết, cái sản phẩm. Tự động chèn vô bài viết. Nha. Trang này không tự động, trang thì mình cần thì mình thấy tự động chèn vào sản phẩm luôn. Chèn ở trên này dưới, nha. Chèn trên đây ha. Đó, cái này mình để là chữ mục lục đi. Nha. Rồi. Rồi sau đó mình save lại. Đó. Đó là cấu hình đó, một table of content ha. Rồi tiếp theo mình cài công cụ tiếp theo đó, là cài mới ha. Mình cài công cụ theo nãy tôi gửi các bạn là công cụ là Excel. Mình cài công cụ Excel về ha. Tải login lên, chọn file. Và mình chọn cái công cụ Excel hồi nãy tôi đưa cho xuống ha. Thấy chưa? Cài đặt. Rồi, kích hoạt nha. Kích hoạt xong rồi được hai công cụ là mình đủ công cụ để mình làm rồi nha. Rồi. Cái bước tiếp theo á là để mình hiểu được cái, tôi sẽ giải thích cho các bạn cái logic là để mà viết bài mà nó dễ lên top Google, không phải là 100% nha. Nó dễ thôi, nó dễ lên top Google thôi. Có thể mình không viết theo cách này vẫn có thể lên top. Nhưng mà cái cách của tôi là cái cách nó dễ thôi. Ví dụ mình muốn viết cái bài viết về mỹ phẩm Sakura chính hãng đi, viết bài này. Đó, mình đầu tiên mình lên Google mình tìm cái bài đó, mình hiểu giờ mình biết viết thì sao, mình dở mình không biết cái viết sao, mình lên Google mình tìm cái bài đó, rồi sau đó mình coi những cái bài viết nào viết hay để mình tham khảo. Ví dụ tôi tham khảo cái bài viết sách tay nè.
nó lên top. Thì tại sao nó lên top? Thì cái mỹ phẩm Sakura có là trong tiêu đề nó có là mỹ phẩm Sakura, nó có chữ chính, có chữ chính hãng và có chữ mỹ phẩm Sakura, cho nên cái bài viết nên từ khóa mỹ phẩm Sakura chính hãng nó dễ lên top. Cái thứ hai là mô tả ngắn của nó cũng có từ khóa, nó dễ lên top, và đường link của nó cũng có từ mỹ phẩm Sakura, vậy cho nên là bài viết này nó dễ lên top. Đây là do nguyên tắc như thế đó. Đó thì mình sẽ dựa theo cái cấu trúc này để viết lại, mình viết theo cái câu văn của mình, hình ảnh của mình nha. Đó rồi thì bây giờ mình sẽ viết bài ha. Mình sẽ đi vô cái trang của nó này, trang nó là trang này đây đó. Hình này của nó thì mình sẽ đổi lại hình của mình đó. Hình này của nó mình đổi hình của mình luôn, mà mình không lấy hình của người ta, mình lấy hình của mình nha. Rồi bên đây, bên bài của này nó lên top nhưng mà nó không có cái mục lục là nó bị yếu rồi đó. Mình có cái mục lục là mình ngon hơn, đúng không? Mình sẽ làm có mục lục, mình hãy viết dài hơn nó nữa à. Đó bên đây nó không có video, không có thiếu rất là nhiều thứ, nó viết ngắn gọn, viết dài chút nữa cùng mình sẽ, thì cái khả năng của mình lên nó sẽ cao tại mình viết hay hơn đó. Rồi bây giờ mình viết bài, viết nha, là viết bài mới nè. Tiêu đề muốn mong muốn là tiêu lên tiêu đề gì? Mình có thể không, mình tiêu đề bên đây á, tiêu đề bên người ta là người ta biết là bài viết là mỹ phẩm Sakura, còn mình muốn lên là mỹ phẩm Sakura chính hãng, đúng không? Mỹ phẩm Sakura chính hãng, đúng không? Đó, mình đi là đại lý đi, viết từ đó đi. Đại lý mỹ phẩm Sakura chính hãng, mình viết từ đó đi, ví dụ vậy. Đó. Đó. Rồi nội dung mình lấy nội dung này đây ha. Copy. Tôi sẽ tạm thời lấy hình giống vậy luôn nha. Copy nó bị chống copy rồi nè, không cho mình copy nè. Không cho copy rồi. Copy. Nó gấp được nè. Ừ, có không lên đúng không? Có không được. Mình copy này qua, nếu như trang web nào mà nó chống copy á thì mình sẽ cài công cụ là allow copy, lên mạng sẽ allow copy attention đó. Đó mình cài cái này vô cái web mà mình là mình copy được ha. Copy bài viết được ha, allow copy nè, symbol allow copy nè, mình cài này ha. Cái này bật lên này nó có biểu tượng nè, giống như ngôi nhà đây nè nha. Đó nha. Đây tôi cài rồi, mình cài công cụ này vô thì mình bấm bật này lên đó, thì mình sẽ copy được nha. Bên phải vô mình copy, mình đem về đây mình dán vô được, còn chưa nãy lúc nãy mình copy không được nha, dán vô được y nguyên nha. Còn nếu không có công cụ là copy là không copy được chưa. Thì ở đây đem qua thì sẽ có cái này là hát máy. Cái này là H3 nè, H3. Rồi, sau khi mình copy về đó, giờ mình sẽ chỉnh lại nha. Chỉnh lại, cái này là H3 ha. H3, cái này rồi, ok, tất cả mọi thứ thì ok rồi đó, rồi mình tiếp tục. Mình đăng vào mục nào, tư vấn làm đẹp ha. Đó. Đang ở mục nào mà chọn vô tư vấn làm đẹp nha. Rồi rồi tiếp tục dưới đây là mình sẽ thẻ mô tả nè, mình thấy nè, thẻ mô tả tiêu đề thì như cũ rồi không nói. Thẻ mô tả thì mình sẽ lấy cái đoạn nào mô tả là có chứa từ khóa. Mình muốn sell từ khóa mỹ phẩm Sakura chính hãng á, thì mình sẽ lấy phần đầu này nha. Phần đầu này có chữ mỹ phẩm Sakura chính hãng luôn, dán vô đây. Rồi từ khóa mình muốn lấy từ khóa chính mình là từ khóa mỹ phẩm Sakura chính hãng.
Từ khóa dài luôn, đại lý mỹ phẩm Sagola chính hãng luôn. Từ khóa chính của mình đây, từ khóa chính của mình là tên này nha. Tên đầu tiên cái từ khóa chính. Đó, thì đây sẽ gợi ý cho mình là những cái nào có trùng từ khóa nè, sẽ hiện đây. Rồi từ khóa liên quan nè, thêm từ khóa liên quan là những cái từ khóa như là mỹ phẩm Sakura chính hãng. Đó. Rồi. Từ cụm từ khóa này rồi, từ đồng nghĩa của cái từ này. Nếu mình có, không thì thôi ha. Có rồi, tiếp tục. Tiếp tục mình sẽ lấy tiếp từ khóa là mỹ phẩm Sakura. Đó. Tiếp từ khóa liên quan. Rồi tiếp tục tiếp từ khóa liên quan tiếp. Đại lý mỹ phẩm Sakura, không có đại lý mỹ phẩm Sakura thôi. Rồi dùng 4 từ đi. Đó. Là ở đây bài viết này á, là từ khóa chính của mình á, là đại lý mỹ phẩm Sakura chính hãng. Những từ khóa phụ là mỹ phẩm Sakura chính hãng, mỹ phẩm Sakura, đại lý mỹ phẩm Sakura. Đó. Hoặc là Sakura chính hãng cũng được, nó Sakura chính hãng cũng có một từ. Nhưng mà ở đây coi còn thêm được nữa không? Tại vì nó thêm được nữa nè. Sakura chính hãng, đó, ví dụ như vậy. Đúng rồi, nhưng mà quy định đó đây là nó giới hạn limited ha, limited chỗ này ha. 4 à. Mình muốn thêm nữa thì mình phải đưa vô những cái từ khóa khác á, nằm trong cái thẻ H1 của mình đây. Thẻ H1 mình đây. H1 ở đây, H1 là những cái tiêu đề bên trong cái bài viết này. H1 chính là những cái tiêu đề bên trong, như trong bài viết mình có nhiều nội dung, thì mỗi nội dung mình có một cái tiêu đề để mình nói trước khi mình viết nội dung. Thì những cái thẻ H1, H2, H3 bên trong này là những cái tiêu đề. H1 là tiêu đề cha, H2 là tiêu đề con, H3 là tiêu đề con nữa, H4 là tiêu đề con nữa, nếu như mình phân cấp nhiều. Còn đây, đối với bài này chỉ có một cấp là mình sử dụng H3, đúng không? Đó. Đây. Đó, ví dụ người ta có thể sợ tờ mỹ phẩm Sakura có phải là kem trộn không, thì cái bài này cũng có thể ra từ khóa này cho mình luôn. Sau khi mình làm xong á, thì Google, thì thằng này nó xét là SEO nó ok là được rồi ha. SEO ok là được. Ừ. Ở đây nó sẽ có những cái cải tiến mà mình cần nè. Thuộc tính ALT trên các ảnh thì phải có thẻ mô tả nè. Thuộc tính ALT phải có mô tả nè. Là những ảnh này mình phải có mô tả trên ảnh này hết. Những ảnh này mình đem bấm vô chỉnh sửa nè. Thì ở cái ảnh này á, thì mình phải có cái phần mô tả cho chú thích cho ảnh này. Chú thích nè. Ảnh này ảnh gì? Ha. Thuộc tính tiêu đề ảnh nè, cái này nữa mình phải có ha, gặp từ khóa vô đây. Không có thì mình phải có. Không có thì mình thiếu thì mình phải có ha. Nè. Đó, mình sẽ làm theo mình sẽ làm theo tất cả những cái dưới đây, nó sẽ checklist dưới đây, mình sẽ làm theo hết. Thuộc tính ALT của ảnh nè. Không có thì hãy thêm cụm từ khóa từ đồng nghĩa trong thuộc tính ALT của ảnh liên quan. Đúng không? Đó, thì mình phải làm đây một thêm nữa. Ví dụ đây, ví dụ tôi làm cho các bạn coi ha. Ví dụ ở đây là mình đại lý mỹ phẩm Sakura chính hãng ha. Rồi đây từ khóa đây chi tiết hình ảnh nè. Đây đó, tại vì từ khóa của mình là từ khóa này, cho mình lấy từ khóa này vô, chú thích bỏ vô đây luôn. Vô đây luôn nha. Rồi, từ khóa này, từ khóa chính có rồi đúng không? Từ khóa phụ. Từ khóa phụ. Tiếp từ khóa phụ cũng giống vậy. Rồi, ok, cập nhật ha. Sau khi mình làm xong á, thì những cái phần mà nó báo nó phân tích cho mình là rất tốt, là ok nha, rất tốt.
những thuộc tính, được thuộc tính ảnh rất tốt. Mới làm rất lít là rất tốt. Sau khi làm xong mình ta mới đăng bài này. Sau mình làm xong có những cái checklist nó sẽ báo mình những cái nào cần thay đổi thì mình phải bổ sung cho đúng với quy tắc của nó nha. Rồi tiếp theo á là mình sau khi mình đăng xong rồi mình sẽ quay tới cái phần đây, nó sẽ có phần là phần gọi là social nè. Social này là khi mình share Facebook thì sẽ hiện những cái thông tin gì. Nếu như mà giống y như á, SEO giống như y như cái phần Google á thì để nguyên. Còn nếu khác á thì mình sẽ sửa lại hình ảnh là tiêu đề trên share trên mạng xã hội nha. Đó. Rồi đó là những phần ha. Rồi mình review lên nha, review nha. Review lên, đường link của mình có đang còn ngày tháng năm này, chút xíu tôi hướng dẫn sửa lại ha. Mình thấy nè, mình thấy có mục lục không? Đây nè, mục lục thì mình vừa mình có cài cái table of content á thì nó có mục lục ở đây. Yeah, đấy. Mình cài cái login table of content hồi nãy là mình sẽ có mục lục với điều kiện. Với điều kiện nếu như cái nào muốn là đưa ra mục lục á thì cái đó phải là thẻ tiêu đề. Tiêu đề mới ra mục lục. Tiêu đề 1 là tiêu đề cha, tiêu đề 2 là tiêu đề con nó thuộc vô, tiêu đề 3 là tiêu đề con nữa thuộc vô, tiêu đề 4, tiêu đề 5, tiêu đề 6. Nghĩa là 6 cái level. 6 level. Ví dụ ở đây, tại sao ở đây mình muốn có một cái tiêu đề nhỏ nữa ở đây thì cái thằng này á, ví dụ nha, tôi làm đây để ví dụ nha. Thằng này đi. Mình sẽ thêm vô đây. Ở đây là tiêu đề 3 đúng không? Thì muốn con có tiêu đề 3 thì đây phải là tiêu đề 4. Đó, tiêu đề 4 thì vô đây nó sẽ là con. Vô đây nó sẽ là con ha. Update lại. Rồi mục lục mình áp bằng cách là mình đưa vô tiêu đề. Ừ. Rồi mình F5 lại mình set lại ha. Đây, ví dụ đây là 1.1 đó nè. Đó, khi ta lít vô đây thì dẫn tới đúng cái mục mà người ta xem luôn nè, thấy chưa? Đó đây thì mục lục mình thêm á là mình đưa nó vô, mình chỉ cứ chọn nó với bôi đen rồi mình chọn nó theo từng tiêu đề vậy thôi. Tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4, tiêu đề 5, tiêu đề 6. Tiêu đề 1 là cha, nếu muốn tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4. Đấy, nè, tiêu đề 1, chọn vô, thấy. Tiêu đề 2, tiêu đề 3. Rồi nó ra, nếu với điều kiện mình có cài cái công cụ gọi là công cụ cài đặt, công cụ table of content lúc đầu tôi hướng kêu các bạn cài, mình cài cái này vô thì nó mặc nhiên sẽ hiểu là ừ, cái nào là tiêu đề 1, 2, 3, nó chính là cái tiêu đề của mục lục, hiểu chưa? Công cụ là mình cài lúc video đầu á, lúc mà đầu của video này nè, hiểu không? Đó, mình cài thì nó sẽ ra. Còn ví dụ như mình xóa bớt đi. Xóa bớt rồi xong rồi là mất. Thế thôi. Rồi cái thứ hai cần phải sửa đổi nữa là đường link này nè. Cái đường link này nó đang bị không đẹp thì mình sửa đường link này lại luôn ha. Đường link. Sau đây đường link này ha. Cái này xong rồi ha, cái này mục lục rồi đó xong rồi, đường link. Đường link này nó có thêm cái ngày tháng năm trên này thì mình sửa bằng cách như sau. Mình vô mà cài đặt. Đường dẫn tỉnh nè.
Rồi nhận tỉnh rồi sau mình chữa lại là đưa lại là tiêu đề bài viết ha. Tiêu đề bài viết. Dưới đây cửa hàng cũng vậy, cửa hàng mặc định và vậy ha. Mặc định chứ, mặc định. Rồi, lưu. Cài đặt đường dẫn tỉnh, hồi xưa đưa chuyển nó lên tiêu đề. Tiêu đề bài viết là dạng bài mẫu vậy nè, nó. Tiêu đề bài viết, giờ lấy tiêu đề là viết làm cái đường dẫn luôn. À, sau đó mình quay vô cái bài viết nè. Mình phải kiểm tra lại ha. Bài này là đường link khác rồi, mình tắt đi. View lên. Rồi ra. Ra đường link là link mới lại cho mình ha. Rồi mục lục à, có luôn rồi ha. Mục lục này, để có được mục lục này á, mình phải cài một cái login là table of content, là cái login đó mình sẽ cài đâu mà thêm mới login, cài mới login đó, mình cài cái công cụ là table of content vô ha. Table of content mình cài vô thì mới có. Ha, mình không cài là không có. Đó, cái có công cụ mục lục là phải có table of content này. Thì cái table of content này á mình phải cài đặt. Cài đặt nè, enable nó là tra bài viết và trang. Auto insert bài viết, trang khỏi, trang thì muốn khi nào cần lấy bài viết và sản phẩm thôi. Auto insert bài viết sản phẩm trang thì mình để trai trang mình là dạng thiết kế cho nên mình sẽ đưa vô. Mình muốn đưa khi nào mình sẽ tự đưa bằng tay chứ không có đưa tự động. Thì nó sẽ có cái mục lục này. Đó, cái thứ hai là nhập từ khóa viết bài chờ viết những cái từ khóa video á là mình phải có công cụ cho SEO. Ở đầu cái video này mình đã nói rồi, công cụ SEO Platinum, SEO SEO Platinum đây để mình phải nhập từ khóa và đưa từ khóa vô. Cái logic là tiêu đề chứa từ khóa, URL chứa từ khóa, mô tả chứa từ khóa. Logic nó như thế, từ khóa chính nè. Đó, tiêu đề chứa từ khóa chính, mô tả chứa từ khóa chính. Từ khóa liên quan cũng phải có trong tiêu đề và từ khóa luôn. Cụm từ khóa liên quan cũng vậy, cũng phải có trong tiêu đề và từ khóa luôn. Và những cái tiêu đề của mục lục này cũng phải chứa từ khóa luôn. Mình muốn thêm nhiều từ khóa thì sử dụng những cái tiêu đề trong mục lục này. Nhấn vô. Rồi tóm tắt lại nha. Rồi. Và xong cái phần là viết bài viết và grep theo chuẩn SEO mà mình chuẩn bị những công cụ gì, công cụ table of content, công cụ cho SEO Platinum. Và trước khi mình viết bài thì mình nên chuẩn bị một cái danh sách. Một cái danh sách như thế này. Danh sách là từ khóa này, số lượng tìm kiếm hàng tháng bao nhiêu và viết bài viết gì, link bài viết tham khảo, từ khóa mong muốn mình muốn lên, từ khóa liên quan, số lượng tìm kiếm hàng tháng, mình liệt kê những danh sách này để mình viết cho dễ dàng hơn, trước hơn mình đi tìm từ đêm đi tìm đó không, mình tìm trước những cái danh sách kế hoạch trước theo cái file sale để mình làm ha. Đó là cái video này hướng dẫn ha, như vậy rồi kết thúc video luôn.